Ê, ăn tối chưa vậy? Ngươi làm yêu quái bao lâu rồi? Làm yêu quái có vui không vậy? Rồi đi làm yêu quái như vậy ba mẹ có biết không? Có ủng hộ ngươi không? Làm công việc này có căng thẳng không ha? Có bị áp lực chỉ tiêu hay là KPI gì không? Còn trẻ như vậy mà đi làm yêu quái nghĩ cũng khó lắm chứ bộ. Ê, đó giờ thấy Diêm Vương chưa? À, cái này hỏi chơi thôi à. Ta cũng chưa chết mà sao thấy được? Nhưng mà Tôn Ngộ Không đệ tử của ta nó thấy rồi á. Tôn Ngộ Không nó muốn xuống là xuống hả? Nếu mà người muốn xuống địa ngục á, để ta kêu Tôn Ngộ Không nó dẫn người đi theo. Đi không? Ê, vợ con gì chưa hả? Hay là có để ý ai chưa ta? Mà cái gu ngươi làm sao? Ta đi thỉnh kinh gặp rất nhiều yêu quái đó nghe. Ngươi thích gu gì ta giới thiệu cho. Có con yêu quái gấu đen kia nhìn bự con lắm nghe. Coi bộ hợp với ngươi dữ lắm à. Nhưng mà Tôn Ngộ Không nó tiễn lên đường rồi. Ổn thiệt. Nhà nội bị khốn mấy sao nói chuyện mình hoài vậy? Hả? Ủa, vậy là ngươi cũng muốn nói chuyện với ta đúng không? Ngươi phải nói trước chứ. Ngươi không nói thì sao ta biết ngươi muốn nói chuyện với ta chứ? Ta cảm thấy rất vui nếu như ngươi muốn nói chuyện với ta. Nhưng mà ngươi vẫn phải nói là ngươi muốn nói chuyện với ta nha. Ngươi muốn nói chuyện với ta thì ta mới nói chuyện với ngươi được. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu nha. Đố ngươi chứ Diêm Vương là mình xài chung hay là mỗi vương quốc mình có thằng ông ha. Nhìn cái mặt ngươi rung rung vậy chắc là không biết rồi. Để ta kêu Tôn Ngộ Không nó dẫn ngươi đi cho biết. À mà ngươi có thật sự muốn nói chuyện với ta không vậy? Hay là ngươi không muốn nói chuyện với ta? Bây giờ ta nhìn mặt ngươi rất là chân thành nè. Ngươi có muốn nói chuyện với ta không vậy? Hả? Ê, mẹ ngươi và bạn gái cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước? Mẹ ta không còn. Hả? Mẹ ngươi đâu? Mẹ ta hả? Bị đem đi ủ muối rồi. Dạ. Yeah. Bà cũng bị bắt cóc hả? À? Vậy còn bạn gái ngươi đâu? Cũng đi luôn rồi. Đi đâu vậy? Em đi làm xa rồi. 3 năm rồi ta không có nghe tin tức gì á. Ê, yeah. Vậy là bị bỏ rồi. Em có nói làm đâu không? KFC. Ừ. Hả? KFC hả? Vậy chứ bạn gái với mẹ ngươi cùng rớt xuống nước thì người cứu ai trước? Hả? Tu mà sao có bạn gái? Hả? À, vậy thì mẹ và cha của ngươi cùng rớt xuống nước, ngươi cứu ai trước? Ta không cứu ai hết. Hả? À, tại sao? Tại cả hai đều biết bơi mà. À, ta thí dụ là họ không biết bơi mà. Thí dụ tầm bậy. Tại sao vậy? Cha mẹ ta đều là vịt mà. Có con vịt nào không biết bơi không? Vô tri. Hả? À, ngươi sao? Hả? Ồ, cha ta không phải là vịt. Hả? À, có ai hỏi cha ngươi là vịt đâu. Ý ta là ngươi cứu ghệ trước hay cứu mẹ trước? Ồ, ta sẽ cứu mẹ trước. Cứu mẹ trước hả? Vậy thì ghệ của ngươi sẽ nói là: à, anh không cứu tôi trước hả? Tôi biết mà, anh đâu có yêu tôi. Nhìn nhìn gì? Đi cứu mẹ anh trước đi. Đi đi. Mà bồi. Vậy, ta sẽ cứu bạn gái trước. Cứu bạn gái trước hả? Vậy thì mẹ của ngươi sẽ nói là: uổng công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Ai dè ta lại không bằng một con bé con mới quen. Con bé đã có nuôi con ngày nào chưa? Biết vậy ta đẻ ra cái trứng chấm muối ăn cho rồi. Tốn kém biết bao nhiêu là có. Mê gái. Hả? Cứu ai trước cũng bị chửi đúng không? Ừ, khó chọn quá. Vậy ngươi có suy nghĩ gì không? Có. Ta nhận ra con gái biết bơi thật sự rất quan trọng. Hả? Vậy ngươi muốn biết cách nào để họ biết bơi hết không? Tất nhiên là muốn rồi. Ngươi có cách nào không chỉ ta biết với. À, thấy gì đây không? Bơi lội kết hợp gym. Hả? Nói chuyện nữa ngày thì là nó chạy quảng cáo. Cái đồng phộng. À,